Hai chào các bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Vina S kép. Giá con xe này mình đang bán với giá là 4,5 triệu. Các bạn tới nhà xem xe sẽ được giảm giá. Giá xe là 4,5 triệu nha các bạn nha. Vina S kép này, con này màu xanh rất là dễ thương nha các bạn nha. Giá xe chỉ có 4,500,000. Khung sườn được làm bằng nhôm, bảo hành chính hãng bởi công ty Zan, 837 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 72 Phạm Văn Bạch nha các bạn nha. Con này sử dụng cấu hình là tay đề Shimano, cùi đề, cùi đĩa Shimano. Xe được trang bị là 3 dĩa 7 lip nha các bạn nha. Có vè, có ba ga. Giá xe 4,500,000. Vina S kép. Hàng bảo hành chính hãng bởi công ty Zan. Bây giờ mời các bạn xem qua con xe. Vina S kép. Phần tay đề, con này được trang bị tay đề Shimano. Màu sắc là màu xanh, rất là đỏng đảnh và dễ thương nha các bạn nha. Màu sắc xanh, 3 đĩa 7 lip. Được trang bị tay đề Shimano 3 đĩa 7 lip, màu xanh. Kiểu dáng xinh xinh, dễ thương. Nam nữ đều xài một cách dễ dàng. Con này là Vina S kép. Tay đề Shimano. Vibrate tay đề Shimano. Trong quá trình quay phim có gì sơ suất không thấy rõ các bạn bỏ qua. Nhiều khi sơ suất, tại thật sự cái này mình quay mà không có kịch bản mẹ gì hết á, mình thích mình quay thôi. Mình quay chủ yếu mình quay đúng sản phẩm thôi. Mình sẽ cố gắng quay thật tỉ mỉ sản phẩm cho các bạn xem. Đó. Ngày mai Twitter Nipper về, Twitter T10 Pro về, Twitter Thunder về, Zan OCR 5003 hàng về luôn nha các bạn nha. Shimano. Khung sườn được làm bằng nhôm, bột thép. Có vè ba ga rất là chắc chắn. Xe được trang bị bộ thắng đĩa cơ. Size vỏ là 700x32. Màu sắc là màu xanh. Kiểu dáng rất xinh nha các bạn nha. Giá xe đang được bán với giá 4,500,000. 4,500,000. Có vè, có cả vè, có cả ba ga luôn. Xe được trang bị bộ thắng đĩa cơ. Vỏ là CST City Pascal. Đó, vỏ là CST City Pascal. Xe được trang bị dây âm sườn SKV, hay gọi là Vinabay SKV. Con này bữa giờ trên thị trường mình là được khá nhiều người dùng và trải nghiệm. Thì điều đánh giá sản phẩm rất tốt trong tầm giá, rất xứng đáng để mua cho chúng ta đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt. Chuẩn luôn. Con này ra đời được gần 1 năm rồi, chưa nhận thấy ai bảo hành hư hao gì hết. Là shop mình, còn shop khác thì mình chưa biết. Tại shop mình là mình chưa nhận thấy. Và mấy cái đại lý con mình giao cho khách á, thì cũng chưa có ai phản hồi về nó là hư hao, hư hỏng gì hết. Chạy rất là tốt, cực kỳ êm. Ở khu vực Hà Nội thì con này bán rất là nhiều, rất là chạy luôn nha các bạn nha. Giá mình bán 4,500,000. Kiểu dáng rất là đơn giản, dễ nhìn. Giá có 4,500,000 thôi. 4,500,000. Tên là Vinabay S-Kép. Giá xe là 4,500,000 nha các bạn nha. Giá không mắc, tương đối. Cấu hình thì cũng được, được 3 món Shimano, gồm có tay đề, cùi đề, cùi đĩa. Thương hiệu là Vina của S-Kép, bảo hành chính hãng bởi công ty số 837 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 72 Phạm Bạch. Bảo hành chính hãng lên tới 5 năm trời. Chất lượng sản phẩm cực tốt, được khách hàng trải nghiệm và đánh giá chuẩn. Thì nếu mà có gì không chuẩn thì các bạn có thể cho comment dưới, bình luận bên dưới để shop tìm. Nếu mà có dấu hiệu nào mà không tốt về xe thì các bạn có thể cho bình luận bên dưới để mình tìm cách khắc phục con xe hơn.
Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình chưa hề nghe ai nói gì về con sản phẩm con này. Vinabyte S-Cap, xe trang bị 2 thắng đĩa cơ, giá 4 triệu 500 ngàn, 4 triệu 500 ngàn nha các bạn nha. Cái giá rất là hợp lý. Giá xe 4 triệu 500 ngàn. Shimano Tony. Vinabyte. Quy đề lết này. Cực kỳ chuẩn. Shimano Tony. Lết là lết 7. Sơn 7 lết vặn nha các bạn nha. Ti tháo mở nhanh bánh trước và bánh sau. Con này có chân chống theo xe. Cái chân chống chứ không phải là mình tặng cái giá treo inox nha các bạn nha. Có nhiều bạn kêu mua xe nó có chân chống theo xe, kêu mà tặng cái giá treo inox nó chết mẹ luôn, bán xe đâu có lời nhiêu tặng cái. Đây cái chân chống là cái này nha các bạn nha. Bộ thắng đĩa cơ ba ga rất là chắc chắn, chuẩn luôn, ba ga chuẩn không cần chỉnh luôn. Giá xe nhiêu? 4 triệu 500 ngàn. Các bạn tới xem sẽ được giảm giá. Giá xe nhiêu? 4 triệu 500 ngàn thôi. 4 triệu 500 ngàn. Các bạn tới nhà xem xe sẽ được giảm giá. Chào các bạn.